Phim được bắt đầu với khung cảnh phải gọi là bồng lai tiên cảnh, làn khói sương mờ ảo dần dần hiện ra. Cậu thiếu niên trẻ này là công tử Hàn Quốc tên là Hàn Phi, còn vị sư phụ râu tóc bạc phơ này là một nhà nho gia, tự là Tuần Tử, ông ta chính là lão sư của Hàn Phi. Hàn Phi đang thắc mắc về giấc mơ mà đêm nào cũng lặp đi lặp lại, chỉ là chẳng thể nào nhớ nổi rốt cuộc giấc mơ đó xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhớ được một bản nhạc rất hay khiến hắn nhớ mãi không quên được. Đôi lúc lại cảm thấy có chút thê lương. Nghe bài hát này, trái tim của cậu như thể trở nên thấu triệt, nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện. Sau đó Hàn Phi có biệt người huynh đệ cùng thầy trở về Hàn Quốc. Có thể nói Hàn Quốc nhỏ nhất trong 7 nước, nếu như vậy thực sự là đang lãng phí tài năng của Hàn Phi. Vị anh tài này tên là Lý Tư, một nhà nho giáo. Tuổi còn trẻ vậy nhưng cũng rất đa tài, chỉ là đối với Hàn Phi còn có phần thua kém. Lần này, Lý Tư quyết định chọn ở lại Tần Quốc, nước lớn nhất trong 7 nước để cống hiến. Bọn họ nói chuyện một lúc lâu rồi cũng đã đến lúc Hàn Phi lên đường. E là sau này khi gặp lại, chắc chắn sẽ là kỳ phùng địch thủ của nhau. Hàn Phi cùng bạch mã của mình thong dong nơi này tới nơi nọ. Trên đường đi qua bao nhiêu là cảnh đẹp hữu tình. Nhưng kể ra thì tên này cũng khá là hậu đậu. Câu cá thì loạng choạng kiểu gì lại rơi xuống nước, ướt hết cả đồ, lại còn bị cảm nữa. Uống nước thì nuốt trong bình hết, liền mạnh dạn ném xuống mặt đất. Anh ở đâu nó lại lội ngược dòng đập vào gương mặt của hắn. Đi được một đoạn thì Hàn Phi quyết định dừng lại mua hai vỏ rượu. Do ban nãy hậu đậu làm rơi ngân lượng xuống sông cho nên đành phải để lại món bảo vật làm tiền vậy. Trên đường đi qua một ngôi làng chết thì hắn nhìn thấy cảnh hai chị em nhà nọ nghèo đói. Ngay cả tới miếng ăn mà người chị cũng chỉ dám nhìn. Thấy vậy, Hàn Phi liền tặng cho bọn họ con cá nướng rồi thong thả rời đi. Hắn cùng người bạn đồng hành lang bạt tới một chân vách, phía dưới là biển rộng sâu thăm thẳm. Trời bắt đầu tối sầm, những tia sấm nổ vang trời. Hàn Phi đưa vỏ rượu lên trời rồi nhìn. Tương lai hắn nhất định sẽ vang danh cả thiên hạ. Hôm nay xin ông trời chứng giám cho. Lý đại nhân ở trong thư phòng của mình lén lút viết mật thư thì bị tên sát thủ này hiện thân chém một đao vào cổ chí mạng. Sau đó hắn phóng hỏa cả phủ Lý, khiến cho ai nấy cũng cuống cuồng chạy ra dập lửa. Tên sát thủ bí hiểm dần dần biến mất trong màn đêm. Chuyển tới một phần cảnh khác của bộ phim. Lý Tư đã chờ sẵn ở cổng thành này lâu rồi, chỉ chờ tướng quốc đại nhân bước ra. Đúng như ước nguyện của y thì lão ta đã xuất hiện. Lý Tư trình bày tâm nguyện một lòng muốn phụ giúp Tần Quốc, phò trợ của tướng quốc đại nhân, muốn dốc hết sức mình vì đất nước này. Vậy nhưng, tướng quốc đã nhanh chóng chối từ, bên cạnh lão có biết bao nhiêu kẻ như vậy rồi. Tuy nhiên, chỉ có một câu chốt hạ đầy tự tin của Lý Tư. Giúp đại nhân chủ tính đại sự, khiến cho lão ta vốn định quay bước bỏ đi, liền quay đầu lại. Người này quả nhiên không đơn giản. Trời mưa lớn, đi mãi mà Hàn Phi vẫn chưa tìm được chỗ trú mưa. Không ngờ lớp sương mù phía trước mở ra, cuối cùng thì hắn cũng đã trở về nhà rồi. Vừa vào đến cổng thành, Hàn Phi đã bắt gặp muội muội của hắn đang chờ sẵn ở đó. Vị nữ nhi này chính là Hồng Liên công chúa. Ngay trước vị thì cũng đủ biết quyền lực thế nào rồi. Không ngờ rằng tiểu muội muội của Hàn Phi lại lớn tới chừng này. Nói xong hai người bọn họ cùng nhau trở về nhà. Nhưng bọn họ không hề biết rằng hành động vừa rồi đã bị kẻ khác theo dõi. Vị bên trái là An Bình Quân, còn vị bên phải là Long Tuyển Quân. Cả hai người bọn họ đều đang phụ trách vận chuyển quân hưởng tới biên quan. Quân tình khẩn cấp, buộc phải đi trong trời mưa. Không ngờ trên đường đi lại gặp phải ngay đám quỷ binh hùng hãn, chúng cướp hết quân hưởng, toàn quân loạn lạc. Hàn Phi lúc này đang ở Tiềm Long Đường, vẻ mặt hắn nhàn nhã nhìn nhấp chén rượu. Nơi đây là nơi chuyên trao đổi những kỳ chân dị bảo, dùng vật đổi vật, trao đổi lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, cùng nhau kết bạn. Lần này có một món bảo vật cực kỳ quý giá gây sức tò mò cho Hàn Phi. Món bảo vật này là của vị nữ tử bí ẩn kia. Nàng ta nói chỉ khi nào có kẻ nào lấy nó thì mới có quyền mở ra xem, và đương nhiên sẽ không làm người sở hữu nó phải thất vọng. Hàn Phi đi trên đường, vừa đi vừa lò mò cái món bảo vật kỳ quái kia. Không ngờ sau một hồi mò mẫm cũng mở được nó. Quả thật là làm cho hắn rất hài lòng với món đồ mới này mà. Nam Cung Thác của Nam Cung Thành vừa mới treo cổ chết. Chuyện này là do người hầu phát hiện. Người đàn ông này chính là vua của nước Hàn Quốc. Năm vị quan chủ thẩm liên tục chết một cách ly kỳ, cần người phá án. Người đàn ông này là Hàn Quốc đại tướng quân Cờ Vô Dạ. Ông ta đã không ưng ý vị đứng bên tay phải là Hàn Quốc tướng quân Trương Khai Điện này lâu rồi, bèn ứng cử lão đi phá giải vụ án này. Mà lệnh vua khó cưỡng cầu, lão đành tuân mệnh, chứ biết làm sao bây giờ. Trương Khai Địa đem chuyện này nói với con trai là Trương Lương, không biết rằng hắn có cao kiến gì về vụ án này hay không.
Không ngờ Trương Lương hắn nghe xong câu chuyện của phụ thân, liền nghĩ ngay tới một người, mà người này chắc chắn có thể giúp được. Xe ngựa của bọn họ dừng chân ở một thành lầu. Không ngờ một người đương chính thanh liêm như Trương Khai Địa cũng phải vào một nơi như thế này để bàn chính sự. Nhưng đây cũng chính là yêu cầu của vị công tử kia, địa điểm hẹn cũng là do hắn chọn. Hẹn ở một nơi trăng hoa như thế này, cái này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lòng lão ta đang rất hoài nghi, vị cô nương xinh đẹp khoác trên mình bộ y phục màu tím này là tử nữ. Không ngờ kẻ mà Trương Lương muốn đề cập tới lại là Hàn Quốc công tử Hàn Phi. Trong tay hắn cầm ly rượu rồi nhẹ nhàng nhấp môi, hai bên là các vị mỹ nữ vây quanh, hắn dường như đang rất hưởng thụ. Đại tướng quân cảm thấy không thể tiếp tục cùng tên tử sắc này bàn chuyện nữa, tính quay gót bỏ đi thì bị Hàn Phi làm cho kinh ngạc. Những lời hắn nói khiến lão phải dừng chân nghe mà không hề sai một tí nào. Ai cũng nói rằng Hàn Phi bẩn cật với đời, không nhìn mặt mà bắt hình dong, vậy nhưng lại tin tưởng tới vậy, quả là khiến lão ta mở rộng tầm mắt. Hàn Phi rót ra 5 ly rượu tượng trưng cho 5 vị quan chủ thẩm chết một cách ly kỳ trong quá trình điều tra vụ án cướp quân hưởng. Lần lượt là Nam Cung Thác, Lý Hy, Diêu Phong, Nam Cung Linh và Vương Khải. Bọn họ chính là do Trương tướng quân đề bạt, đều là những trợ thủ đắc lực nhất của lão trong triều. Lần này, Hàn Phi nhận lời giúp Trương Khai Địa phá vụ án này, nhưng với một điều kiện là phải đề bạt hắn cho hắn nhậm chức tư khấu. May là có Trương Nương thuyết phục nên lão đã nhanh chóng đồng ý. Nhưng Hàn Phi cũng đã sớm nhận ra tố chất tâm cơ Trương Lương. Hắn là biết Cơ Vô Dạ mượn vụ án quân hưởng để loại trừ các vị đại thần. Chuyện này nếu để Trương Khai Địa đi tra hỏi hai vị An Bình Quân và Long Bình Quân thì hơi khó, bởi vì cả hai người đều là hoàng thân quốc thích nên phải dè chừng. May thay, vừa lúc Hàn Phi lại thích hợp phá vụ án này, mà nếu không thành thì hoàng đế cũng không trách tội nặng, hay cho cái kế mận chết thay đào. Xong việc Hàn Phi rời đi, không ngờ đi ngang căn phòng bên cạnh lại bắt gặp một cao nhân tóc trắng. Ánh mắt bọn họ chạm nhau. Hôm sau Hàn Phi tới phủ của hai vị vương gia, trên tay còn cầm theo một bát canh mà theo hắn tự giới thiệu thì đó là một loại thánh phẩm đại bổ, lòng cốt bát trần. Ngày hôm đó, hai người bọn họ gặp quỷ binh thần trí hỗn loạn, may cũng nhờ có bát canh này mới có thể định thần lại. Hàn Phi mỉm cười rồi lấy một miếng vàng tự xưng là nhặt được ở chỗ quân hưởng bị đánh cắp. Không ngờ vừa gặp nước liền tan chảy, khiến cho hai tên kia một phen hốt hoảng. Theo như lời của An Bình Quân thì bát canh này được nấu trong 9 canh giờ. Nếu như để qua ngày chắc chắn sẽ không còn tác dụng nữa. Vậy mà sau ngày hôm đó lại biết hắn về lúc nào mà kịp dâng lên. Phải chăng là vị vương thúc mập kia biết quân hưởng sẽ bị cướp từ 9 canh giờ trước? Chỉ một câu kết luận này cũng đủ khiến cho hai người kia hồn phi phách lạc rồi. Hôm nay, Hàn Phi trở lại Tử Lan Hiên Lầu để tìm gặp vị khách đã uống rượu kế bên phòng. Vị cô nương y phục tím chỉ cười rồi nói, có những chuyện nên biết ít, biết nhiều thêm sẽ lại càng nguy hiểm. Thế giới của Hàn Phi công tử và thế giới của người kia hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này là vậy chăng? Người mà có thể đứng nói chuyện với hắn chỉ có hai loại. Một là người mà hắn tin tưởng, hai là kẻ sẽ bị hắn giết. Hàn Phi chỉ mỉm cười tự tin nói, hắn tin vệ trang huynh sẽ không giết hắn chỉ vì cái hộp này. Cái hộp này là món quà mà tử nữ đưa cho nam chính khi ở Tiềm Long Đường. Thủy Tiểu Kim giấu trong chiếc hộp này chính là manh mối chủ chốt để phá giải vụ án quỷ binh cướp quân hưởng. Thiên hạ lưu lưu, thường sinh đồ đồ, chu tử bách gia, duy ngã tung hoành. Có ai mà ngờ được trong Tử Lan Hiên nhỏ bé này lại ẩn giấu một truyền nhân quỷ cốc như vậy chăng? Mỗi lần đệ tử quỷ cốc xuất hiện đều mang tới nhiều tai ương cho nhân dân. Hàn Phi đây là muốn thăm dò y. Lần này hắn tới là muốn nhờ vệ trang giúp đỡ. Chỉ có điều, vệ trang chỉ mỉm cười đầy thần bí đáp lại. Hắn đã giúp Hàn Phi một lần rồi. Lần này là Hàn Phi phải chứng minh cho hắn thấy rằng có xứng đáng để giúp hay không. Hàn Phi sau khi say khướt bước từ từ lâu ra, liền choạng vạng bước đi. Hậu đậu tới mức đâm đầu vào cột mà còn tưởng là mình đâm trúng kẻ khác. Hàng loạt tiếng động vang trời, một đám binh quỷ cứ thế phóng xuyên qua trước mặt của Hàn Phi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một y nhân áo đen đứng ở trên cầu. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng đó tỏa ra một luồng khí tà ác vô cùng. Đột nhiên, một đám quỷ binh từ đầu xuất hiện tập kích hắn, khiến hắn một phen loạng choạng không biết phải chống trả làm sao. May mắn thay, có tử nữ của Tử Lan Hiên tới ứng cứu kịp thời. Võ công của vị cô nương này đúng thật là cao cường, mới đó đã đánh bay được lũ quỷ binh. Lũ quỷ binh này mỗi lần bị đánh tan đều xuất hiện một đàn quạ. Trương Lương thấy Hàn Phi sao trong phòng lại không bật đèn liền tò mò hỏi.
Lần này hắn tới là muốn bẩm báo chuyện mà Hàn Phi an bài cho hai vị vương thúc đã được hoàng đế ân chuẩn rồi. Hai tên An Bình Quân và Long Bình Quân bị đưa tới ngục tối. Trương Lương lo lắng tới tìm gặp Hàn Phi bởi vì ngày mai là ngày kết thúc vụ án rồi mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Hàn Phi nghe xong chỉ nhàn nhạt rồi mời hắn uống rượu. Cái tâm thế bình chân như vậy khiến Trương Lương càng cảm thấy lo hơn. Hàn Phi lấy ra một tấm gỗ, vẽ mỗi bên là An Bình Quân và Long Bình Quân. Mỗi người đều ở hai đầu cán cân thì sẽ giữ được thăng bằng. Nếu như Hàn Phi giở một chút chiêu trò trong đó, làm cho thế trận của hai cán cân bị phá vỡ. Hắn ra chiêu bày, kẻ nào khai trước sẽ được tha mạng. Nghiễm nhiên, đã là con người thì ai chẳng sợ chết. Vừa dứt lời thì quân tới báo, cả hai người bọn họ đều đã khai ra hết. Trương Lương vui mừng cùng Hàn Phi nhanh chóng tới ngục giam. Nhưng không kịp, một đám quạ đen bay ra, cả hai người bọn họ đều đã chết. Hình như mỗi vị đại nhân chết đều mất đi miếng ngọc bội đeo bên người. Và lại nếu là quỷ binh đoạt mạng, tại sao trong thức ăn lại có độc? Chắc chắn là có kẻ đã ra tay trước. Sau khi nghe tin về cái chết của hai người em trai ruột mình, Hàn An Vương vô cùng tức giận. Đại tướng quân Cơ Vô Dạ đề xuất ngừng điều tra vụ án vì hắn đã phát hiện những vật dụng của người đã khuất nằm trong đoạn hồn cốc. Ngoài ra, hắn còn đề xuất làm một đại tế lễ nơi đất Mã nhằm làm dịu đi đám quỷ binh. Từ ngày thành Tân Trịnh có quỷ binh quấy phá tới nay, người người nơm nớp, bách nghiệp điều tàn. Trương tướng quân cũng đề xuất dẹp chuyện cho yên thần. Vua Hàn Quốc nghe theo lời hai vị tướng quân tạm ngừng điều tra cho tiến hành tế lễ. Không ngờ, Trương Khai Địa lại nuốt lời cho Hàn Phi trước Tư Khấu, khiến Trương Lương vô cùng áy náy, chỉ biết khắc ghi trong lòng ân tình của Hàn Phi. Hàn Phi một lần nữa đến tìm gặp Vệ Trang, bọn họ cho rằng cậu đã thua thảm. Tuy nhiên, đối với cậu đã thắng, không những thế mà còn là thắng gấp hai lần. Có hai nguyên do mà Hàn Phi nhận lời kết thúc vụ án sơ sài. Một là kỳ hạn phụ vương lệnh cho Trương Khai Địa phá án đã hết. Nếu không đóng lại vụ án, rất có thể Cơ Vô Dạ sẽ nhân cơ hội làm lớn chuyện. Trương Lương nhất định sẽ bị liên lụy. Hai là một khi bên ngoài yên chuyện mới có thể khiến cho kẻ đứng sau bùng lời cảnh giác. Lúc đó mới chính là thời cơ tốt nhất để phản kích. Còn về chuyện Trương Tướng Quân nuốt lời lại đem tới cho Hàn Phi một món lời gấp 10 lần. Đó chính là Trương Lương sẽ vì chuyện này mà nợ Hàn Phi một ân tình to lớn. Hàn Phi tìm tới Cơ Vô Dạ, cậu thấy hắn ta đang cho ba người nữ nô cùng nhau chơi trò tranh giành 100 đồng vàng nên liền đề ra một phương án. Vốn dĩ trò chơi tranh giành đơn thuần này vô cùng nhàm chán, chỉ bằng để cậu biến tấu đi một chút bằng cách thay đổi luật chơi khi liên quan tới việc đặt cược sinh mạng vào đó. Sau một hồi lý giải, Cơ Vô Dạ cảm thấy Hàn Phi quả là một người biết chơi, trò chơi vô cùng thú vị. Tuy nhiên hắn phủ nhận tất cả với một định lý, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có sức mạnh mới là chuẩn tắc tuyệt đối. Nói xong hắn vung kiếm, dọa nữ nô sợ tới run cả người. Không dám nhận những đồng vàng nữa, đám lính canh bên ngoài cũng đột nhiên xông vào. Hàn Phi đồng tình với triết lý của Cơ Vô Dạ, có điều cậu vẫn mạnh dạn xin thỉnh giáo. Lúc này ba cô nữ nô cùng nhau cáo lui. Theo như luật pháp Hàn Quốc, pháp luật không động tới người có địa vị. Kẻ cướp quân hưởng lại là quỷ binh, cho dù hai vị thúc thúc có tội gì thì cũng sẽ không bị phán tử hình. Nhưng tại sao bọn họ lại tự sát? Cơ Vô Dạ đáp, cho dù Hàn An Vương không tha thì quỷ vương cũng sẽ đến đòi tội. Lúc này Hàn Phi đem chuyện trong cơm có độc ra chất vấn. Cơ Vô Dạ lại một mực cho rằng người chết không thể đối chứng. Đến đây Hàn Phi lại nói thêm, hai hôm trước cậu mới làm một thí nghiệm trong phòng của hai vị vương thúc. Cậu lấy từ trong túi áo một loại phấn đặc biệt, chỉ trong bóng tối mới có thể nhìn thấy hiệu quả, vậy nên bảo Cơ Vô Dạ cho tắt đèn. Sau khi tắt đèn, thứ bột này phát ra ánh sáng màu xanh lam. Hàn Phi nói thêm, chỉ cần kẻ giết người diệt khẩu từng bước vào phòng của hai vị vương thúc. Như vậy nhất định loại bột này sẽ dính lên người hắn, hung thủ sớm đã không còn nơi để trốn nữa rồi. Và cũng thông qua sự chỉ dẫn của thứ bột này, cậu đã sớm biết nơi cất giấu quân hưởng. Nghe tới đây, sắc mặt của Cơ Vô Dạ biến sắc, xám xịt. Hắn chậm chậm cầm thanh chiến đao tới gần Hàn Phi, định một đao kết liễu nam chính, nhưng bị Vệ Trang ngăn cản lại. Sau khi thành công rút lui an toàn, cả bốn người cùng nhau lên núi thưởng rượu. Từ trên cao có thể âm thầm quan sát phù của Cơ Vô Dạ. Chẳng mấy chốc mà đoàn thị vệ binh sĩ của phủ tướng quân lập tức được điều động tới để bảo vệ quân hưởng. Ngày hôm sau, một binh lính quay về bẩm báo với Cơ Vô Dạ rằng quân hưởng đêm qua đã bị một tên hắc y nhân võ công cao cường tập kích, 10 vạn quân hưởng đều đã bị cướp đi. Cơ Vô Dạ nghe thấy vậy vô cùng tức giận, thấy một đồng vàng còn sót lại, hắn phát hiện mình đã bị Hàn Phi chơi một vố. Cơn tức giận giống như được nhân lên ngàn lần. Bỗng nhiên, một người truyền lệnh sứ truyền thánh lệnh của Hàn Vương tới. Hắn tức giận cho gọi Mạc Nhà ra đưa người truyền lệnh sứ vào. Hắn còn ra lệnh cho đám quân binh đập ly làm ám hiệu cho người đấy có đi mà không có về. Lúc này Bạch Phụng cũng xuất hiện, không lâu sau Trương Lương giả vờ làm người truyền lệnh sứ tiến vào.
Trung Lương mang ra thánh lệnh mà Cờ Vô Giáp vẫn không chịu hành lễ. Cậu cảm giác được không khí xung quanh vô cùng bất thường. Đám binh lính phục kích sau tấm mảnh vải đang chờ đợi ám hiệu. Cờ Vô Giáp bước xuống hành lễ nhận thánh chỉ. Tuy nhiên, đây lại là thánh chỉ khen ngợi Cờ Vô Giáp lập ba đại công. Trung Lương an toàn rời phủ của Cờ Vô Giáp. Tuy nhiên, một đồng vàng còn sót lại sau vụ cướp quân hưởng và phần thưởng được vua ban cho vì có ba công chẳng lại gợi hắn nhớ lại trò chơi mà Hàn Phi bày ra lúc trước. Hắn biết rằng mình đã bị Hàn Phi chơi một cú nặng, tự hứa với bản thân rằng sẽ có ngày đáp trả lại gấp bội phần. Sau khi tìm được số quân hưởng đã mất, Hàn Phi nghiễm nhiên nhận được chức tư khấu. Hàn Phi hỏi sự giúp đỡ của vệ trang, có muốn vệ trang giúp mình diệt trừ Cơ Vô Giáp. Một khi hắn còn tồn tại, Hàn Quốc ắt vong. Hơn nữa sau khi tiêu diệt, cậu muốn vệ trang sẽ là người thay thế hắn. Tất cả bọn họ đều đã bị cuốn thân vào lúc xoáy quyền lực mang tên thiên hạ này rồi. Họ không thể thay đổi, vậy nhưng có thể cùng nhau xây dựng một Hàn Quốc hoàn toàn mới. Vệ trang hỏi, vậy Hàn Quốc mới có gì khác nước Hàn Quốc cũ? Hàn Phi đáp, đầu tiên sẽ không có những kẻ như Cơ Vô Giáp, thứ hai sẽ không có những người như An Bình Quân và Long Tuyển Quân. Sau khi nghe quyết tâm và lý tưởng của Hàn Phi, Hàn Quốc mới sẽ luôn đi đầu và chiếm ưu thế trong thất quốc. Vệ trang cảm thấy thú vị và nhận lời giúp đỡ. Cơ Vô Giáp quyền lực ngút trời, không hề đơn giản. Phía sau hắn còn một thế lực rộng lớn trải khắp bảy nước. Kể từ lúc rời khỏi phủ tướng quân của hắn, Hàn Phi đã nằm trong danh sách chết. Một ngày trước, vệ trang cùng Hàn Phi đang bàn luận, muốn đánh bại được Cơ Vô Giáp, trước tiên phải bẻ gãy nanh vuốt của hắn. Dựa theo thông tin tại Tử Lan Hiền, nghe ngóng được về tứ hung tướng quân. Bọn chúng là bốn kẻ phân bố trong ngoài triều đình, đều tương đối có thế lực. Lần lượt theo quân đội, chính trị, tài chính, tình báo gián điệp, nắm trong tay vận mệnh rất nhiều người. Huyết Y Hầu trưởng quản 10 vạn binh lực. Phỉ Thúy Hổ giàu có nhất một vùng. Dựa theo nhân quyền và tài lực này đã đủ để Cơ Vô Giáp hung hăng hống hách rồi. Còn triều nữ yêu thì ở trong chốn thâm cung nội đình, núp bên gối Hàn An Vương. Lời nói của ả đôi khi còn uy lực hơn cận thần. Người cuối cùng là Xoa Y Khách, là đầu sỏ trong mạng lưới tình báo của Cơ Vô Giáp, phụ trách giám thị bên dưới triều giã. Vệ trang cảnh báo Hàn Phi hành động cẩn thận, không khí đột nhiên căng thẳng. Hàn Phi nói, muốn nhìn rõ trong đêm tối trước tiên phải có một cặp mắt đặc biệt. Lúc này, phía bên Cơ Vô Giáp cũng đã bắt đầu hành động. Hàn Phi cùng Trương Lương đi theo tử nữ tới gặp Lộng Ngọc xinh đẹp. Họ cùng nhau thưởng thức khúc đàn của cô. Khúc này có tên Thượng Hải Châu Lệ. Tiếng đàn mang đến cho người nghe một cảm giác như đang lạc vào một rừng tràn ngập hoa bổ công anh. Còn có núi cao sông rộng, cảm giác yên bình, nền thờ tới lạ. Tử nữ đang trò chuyện cùng với vệ trang bên trong Tử Lan Hiền. Cả hai người họ đều có chút bất ngờ về quyết định giúp đỡ Hàn Phi của vệ trang. Tử nữ nói, nhìn Hàn Phi có vẻ rất quyết tâm, nhưng trên đời này không bao giờ thiếu những kẻ thất bại có quyết tâm cả. Vậy điều gì ở Hàn Phi đã thu hút vệ trang? Phải chăng là nỗi bi thương sâu đậm giấu kín trong lòng đã bị Hàn Phi nhìn thấu? Tử nữ và vệ trang đã phát giác ra có một kẻ đang muốn nhắm tới Hàn Phi. Phải chăng Cơ Vô Giáp muốn ra tay? Nói tới đây, vệ trang lập tức lao đi. Từ phía trên cầu, vệ trang âm thầm quan sát và hành động. Hàn Phi đang đi trên đường thì đụng mặt một kẻ đeo khăn che mặt kỳ bí. Đang định tìm đường lui thì cậu phát hiện ra mình đã bị bao vây. Tên đeo mặt nạ bảo, thứ hắn muốn là mạng của nam chính. Bỗng nhiên một điều kỳ lạ xảy ra, thanh kiếm ở trong hộp nằm trong phòng của Hàn Phi đột nhiên rung chuyển dữ dội. Những làn khói đen mờ mịt kéo tới. Hai người hộ tống đi cùng Hàn Phi nhanh chóng bị bốn tên thích khách giết chết. Hàn Phi hét lên cứu mạng và một mạch bỏ chạy. Vệ trang nghe thấy tiếng kêu cứu liền nhanh chóng tìm tới địa điểm. Hai người lại hội ngộ với nhau, Hàn Phi dẫn vệ trang tới nơi bị bao vây lúc nãy. Kết quả là chỉ thấy còn lại xác của hai người hộ tống cùng bốn tên thích khách. Dựa theo tư thế chết, người đã ra tay giết bọn họ là một người có thần thủ cao cường. Đám người áo đen kia có kẻ còn chưa kịp rút kiếm ra đã phải chút hơi thở cuối cùng. Tuy không chắc, vậy nhưng vệ trang cảnh báo rằng Hàn Phi đã nằm trong danh sách tử vong của Cờ Vô Giáp. Lúc Hàn Phi đi khỏi, vệ trang phát giác cậu gặp nguy hiểm đành phải ra ngoài tiếp ứng, vậy nên không có mắt ở Tử Lan Hiền. Vậy là cô gái tên Hồng Du làm việc tại Tử Lan Hiền đã bị sát hại. Dựa theo vết chém để lại trên cơ thể, Hàn Phi nhận ra đây là kiếm nhẫn phong hầu, là thủ pháp hoàng gia, không phải đạo tặc thông thường. Hàn Phi nhìn quanh hiện trường án mạng, phát hiện ra trần nhà có vết nứt kỳ lạ. Vệ trang sau khi kiểm tra mái nhà trở về, phát hiện ra mái nhà có hai lát gạch vỡ. Hàn Phi suy luận, nếu hung thủ là người trong ngành, không thể để xảy ra tình trạng này được. Vệ trang lại có suy đoán, phải chăng có vụ ẩu đả đã xảy ra, bởi lẽ người nhắm vào đây không chỉ có một. Bởi vì trước lúc vệ trang rời đi, đã phát hiện ra một kẻ lén lút mờ ám gần Tử Lan Hiền. Đột nhiên, Trung Lương mang tới thông báo Tử Mã Lưu Ý cũng đã bị giết trong phủ ông ta. Và ngạc nhiên hơn là Cơ Vô Giáp lại tiến cử Hàn Phi đi phá giải vụ án này.
Sáng ngày hôm sau, Hàn Phi đi tới hiện trường phủ Tả Tư Mã Lưu Ý để điều tra vụ án. Theo thông tin hiện có, ngày xưa, Tả Tư Mã Lưu Ý đã từng cầm binh chinh chiến vùng đất Bách Việt. Lúc đấy, Lưu Ý đảm nhiệm chức phó tướng, lập được không ít công, cũng bởi vậy mà được thăng quan. Bước vào phủ của Lưu Ý, xác chết của hắn vẫn còn đấy. Theo thăm dò từ trước của Trương Lương, tối ngày hôm qua, Tư Mã Lưu Ý thì rất muộn mới trở về. Sau khi về thì vào phòng, cửa phòng cũng đóng chặt suốt, người hầu còn nghe thấy tiếng hai người cãi vã. Sau khi nhìn qua thi thể, Hàn Phi lại phát hiện vết chém của kiếm nhẫn phòng hầu. Hơn nữa, nhìn vết máu loang ra và đồ vật khắp phòng cũng đều rất kỳ lạ. Hàn Phi phát hiện ra tủ sách đặt trong phòng cũng có phần kỳ quái, nghi ngờ rằng đây là một cánh cửa mật thất. Quả thật không sai, hai người họ mở được cánh cửa liền tiến vào bên trong. Bên trong mật thất mới chính là hiện trường vụ ám sát thật sự. Người chết đã bị giết ở đây, sau khi chết thì thi thể bị lôi ra ngoài. Theo suy luận đã là mật thất thì người ngoài không thể dễ dàng phát hiện, cho nên hung thủ cũng phải hiểu biết ít nhiều về nạn nhân, thậm chí có thể là vô cùng thân thuộc. Hàn Phi phát hiện ra một sợi dây tơ bị giằng đứt. Lại thấy một chiếc hòm trông không giống vật của bản địa, trông tướng mạo có vẻ như xuất phát từ vùng Bách Việt. Một lúc sau, Tả phu nhân tới. Hàn Phi hỏi trực tiếp có phải phu nhân là người đã giết chồng mình không, khiến cô vô cùng kích động. Theo lời kể của cô, tối hôm đấy, phu quân đi uống rượu mãi tới gần giờ tí mới trở về. Tâm trạng của ông lúc đấy buồn bực bất an, mắng cô nên hai người nảy sinh cãi vã. Sau đấy vì tức giận nên cô bỏ về phòng. Hàn Phi hỏi phu nhân liệu có biết trong căn phòng này có một mật thất. Cô thừa nhận có biết mật thất này nhưng chưa bao giờ vào cả. Lại hỏi chuyện chiếc hòm đặc biệt trong mật thất. Phu nhân bảo đã từng thấy rồi, hình như là đem từ Bách Việt về, còn bảo chồng mình đặc biệt coi trọng nó. Bỗng nhiên Hàn Phi phát hiện miếng ngọc bội mà phu nhân đeo khá giống với miếng ngọc bội của Lộng Ngọc. Phu nhân nói đây là do một vị cố nhân đã qua đời nhiều năm tặng trò, cô không muốn nhắc tới. Hàn Phi đi một vòng xung quanh, cậu nói với cô, vị trí trong miếng ngọc bội của cô cao hơn bình thường. Dường như dây đeo có ngắn đi một khúc, không phải là rất kỳ lạ hay sao? Thấy vẻ mặt của phu nhân biến sắc, Hàn Phi lấy ra một đoạn dây đeo bị đứt của miếng ngọc bội trước mặt phu nhân. Tại sao cô nói chưa từng vào mật thất mà đoạn dây này lại xuất hiện bên trong đó? Nghe tới đây, phu nhân bỗng dưng ngất xỉu. Theo những gì quan sát được, phu nhân hiện tại là người tình nghi nhất. Tuy nhiên, cô ta quả thực không biết vị trí cụ thể của mật thất. Hơn nữa, trên ngón cái, ngón trỏ và ngón áp út bên tay trái của cô ấy còn có chỗ bị mòn, chứng tỏ rằng cô là người học thức, thường xuyên cầm bút viết chữ và còn thuận tay trái. Từ thi thể của nạn nhân có thể thấy, hung thủ đã tấn công từ phía chính diện. Mà vết thương trên thi thể nạn nhân là từ trái cắt ngang, trái sâu, phải nồng, kéo dài sang phải, chứng tỏ hung thủ là người dùng kiếm. Mặc dù phu nhân có nhiều điểm che giấu đáng ngờ, chỉ là cô hoàn toàn không khớp với đặc trưng hung thủ. Hai tên binh lính theo lệnh khiêng chiếc hòm trong mật thất tới cho Hàn Phi. Hàn Phi lại nhờ tới vệ trang để mở chiếc hòm này. Sau khi mở ra, họ phát hiện bên trong là một chiếc hòm rỗng. Tuy nhiên, dưới đáy hòm lại khắc một ký hiệu. Theo những gì mà Trung Lương biết thì ký hiệu này mang ý nghĩa là lời hứa sinh tử đến từ Bách Việt. Cùng lúc này, vệ trang lại nhớ đến một người. Người này có lẽ có thể cung cấp cho họ manh mối để điều tra vụ án. Trời mưa tầm tã, cảnh vật âm mù, trên một chiếc cầu nọ, vệ trang đến gặp mặt trưởng lão của Thất Tuyệt Đường. Vị trưởng lão nói, vào tháng trước, trên chính chiếc cầu này, người của Độc Hạt Môn đã tấn công một cỗ xe ngựa khiến ba thủ hạ của ông phải hy sinh. Hôm đó, đáng ra người ngồi trên chiếc xe đó phải là ông. Vậy nên có thể suy luận rằng, có người muốn giết hại ông và ông cho rằng Độc Hạt Tử ắt hẳn đã tìm được người trùng lưng. Vệ trang lấy ra một chiếc khăn tay có hình ký hiệu lời hứa sinh tử của Bách Việt đưa cho ông trưởng lão nhằm thăm dò thông tin. Vị trưởng lão kia nói, đây là phù hiệu của Bách Việt, tử chi huyết thể. Trước khi rời đi, trưởng lão Thất Tuyệt Đường cho hay, hôm qua Độc Hạt Tử đã bắt được một người đến từ Bách Việt. Lúc này Hồng Liên công chúa cùng với Hàn Phi và Trương Lương đang cùng nhau đi chơi lễ hội Vù Sơn. Trên đường đi, bọn họ vô tình gặp Hồ Mỹ Nhân, hơn nữa Tứ Thái Tử cũng có mặt ở đấy. Vị phu nhân Tư Mã Lưu Ý bình thường ít ra khỏi nhà, lại còn rất ít qua lại với các quý phụ khác. Cô ta có một người em gái là Hồ Mỹ Nhân. Hai người chị em họ đều có chung một sở thích là xem kịch. Nơi khác, vệ trang đang đi một mình tới địa bàn Độc Hạt Môn dưới cơn mưa tầm tã. Trong từng giọt nước mưa đều có mùi máu tanh quen thuộc. Chỉ một mình hắn liền xử lý gọn gàng gần chục tên tiểu tốt tại Độc Hạt Môn. Nhân dịp tình cờ gặp mặt, Hàn Phi muốn thỉnh giáo Hồ Mỹ Nhân vài chuyện, vậy nên hai người đã đi ra một chỗ riêng tư nói chuyện với nhau. Hồ Mỹ Nhân nói, tên mãng phu cờ vô giả đúng là phải có người kìm hãm lại sự ngông cuồng của hắn. Hàn Phi ca ngợi Hồ Mỹ Nhân ở trong cung, vậy nhưng tin tức tinh thông, liền hỏi chuyện về tỷ tỷ của cô. Hàn Phi cho hay, trước tình thế hiện giờ, người bất lợi nhất chính là Tư Mã Phu Nhân. Theo lời kể của Hồ Mỹ Nhân, một tháng trước bọn họ có tới đây cùng nhau xem kịch.
Lúc đang uống trà nói chuyện thì tỉ tỉ của cô nhìn thấy một người, sau đó liền trở nên vô cùng bất an, ly trà đang cầm trên tay rơi xuống vỡ tan. Cô nhìn theo hướng mà tỉ tỉ đang ngẩn người thì thấy một tên nô bộc hạ đẳng cũng đang nhìn về phía của bọn họ. Trong ánh đèn lập lòe, chỉ trong giây lát, tên nô bộc ấy biến mất dạng. Hồ Minh Nhân cũng đã từng cho Tứ Thái Tử phái người đi điều tra về tên lạ mặt này, tuy nhiên không có kết quả gì. Tử nữ sang phòng lộng ngọc đốt cho cô thư ảnh đạm hương, giúp cô ít nhiều có phần thư giãn sau những chuyện đã xảy ra. Đêm khuya, Trương Đại Nhân mời Hàn Phi tới phòng riêng để hỏi về vụ án của Tư Mã Lưu Ý. Ông kiến nghị Hàn Phi mau chóng kết án, bởi vì bốn chữ vùng đất Bách Việt là khu vực cấm kỵ, ngay cả với vị vua nước Hàn. Thế nên, Trương Khai Địa cũng không thể tiết lộ thêm gì về vùng đất Bách Việt cho Hàn Phi. Một tên lạ mặt đột nhập vào phòng lộng ngọc lúc cô đang tắm. Hắn ta mở tất cả các hộp đựng đồ trang sức của cô như thể đang tìm kiếm vật gì đó. Tứ Thái Tử bắt gặp Trương Lương đang đi dạo một mình trong đêm mà không dắt theo tùy tùng để đề phòng bất chắc, nên liền dừng xe ngựa, có đôi lời căn dặn cậu giữ an toàn, tự bảo vệ bản thân. Lúc này vậy chàng đã một mình xông vào Độc Hạt Môn, khiêu chiến với đám người này. Tên cầm đầu ra lệnh cho đám quân của hắn xông vào tấn công. Cả bốn tên xông vào một lượt, vậy chàng chỉ cần một đao là hất bay hết bọn chúng. Cứ như vậy, từng tên một chết thảm dưới tay vệ chàng. Tên cầm đầu bất ngờ tung ám khí đánh lén, trong ám khí có dương độc, vệ chàng hít phải khói nhất thời choáng váng. Tại Tử Lan Hiên, tên sát thủ đang tính một kiếm giết chết nữ nhân đang tắm thì bị tử nữ tung đòn đánh trả. Hóa ra cô đã sớm dự đoán được việc này nên phục kích sẵn. Độc Hạt Tử bay nhảy khắp nơi, liên tục dùng ám khí tấn công, tuy nhiên hắn vốn dĩ không phải đối thủ của vệ chàng nên bị một kiếm chém trúng và bị khóa chặt vào tường. Lúc này, hắn liên tục cầu xin tha mạng, đồng thời ngoan ngoãn khai ra chỗ giam người mà vệ trang cần tìm. Vệ trang hỏi hắn, sát thủ vừa rồi tập kích Hàn Phi có phải là người của hắn không? Hắn trả lời, sát thủ đó đến từ Đồ Thành, còn người của hắn chỉ làm việc tay chân thôi. Mà người ra lệnh chính là Ngột Thứ Đại Nhân của Giả Mạc. Vệ trang bỏ đi, tính cho hắn một con đường sống, tuy nhiên đối phương lại tính ám sát anh. Hắn ném đi ám khí nhưng lại bị anh đáp trả giết chết đối phương. Vệ trang tiến tới hầm ngục, nơi đây giam giữ một người đến từ Bách Việt. Cái đó chính là người mà anh đang tìm kiếm.